Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Yên Bái phấn đấu tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 97%. Nông dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu tích cực chăm sóc, mở rộng diện tích trồng quế. Lễ hội hoa lê trắng vùng cao Lào Cai. Dự báo thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ khép lại chương trình. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, các cấp các ngành của tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, nên trong 2 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 462,9 tỷ đồng, đạt 23,9% kế hoạch trung ương giao. Tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ những thủ tục không còn phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Vì vậy, thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2022 của toàn tỉnh được 462,9 tỷ đồng, đạt 23,9% kế hoạch trung ương giao, đạt 16,5% kế hoạch tỉnh giao, tăng 60,7% so với cùng kỳ, tương đương 174,9 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 454,4 tỷ đồng. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết liệt trong chỉ đạo hướng dẫn các huyện, thành phố và các đơn vị sử dụng ngân sách tuân thủ chế độ quản lý chi ngân sách nhà nước hiện hành, thực hiện lồng ghép các nguồn kinh phí để triển khai các đề án, phương án, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đã đề ra trong các nghị quyết của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh và trong chỉ thị, chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện tại, trạm phát sóng di động 4G của VNPT mới chỉ phủ đạt 93% diện tích toàn tỉnh Yên Bái, vẫn còn có địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có sóng di động. Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 97%. Để đạt được chỉ tiêu này, tỉnh Yên Bái cần sự quan tâm đầu tư hạ tầng các trạm phát sóng di động 4G, tiến tới 5G của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Đối với xây dựng và phát triển hạ tầng mạng 5G trên địa bàn, tỉnh ưu tiên triển khai các khu vực trung tâm chính trị xã hội của tỉnh, trung tâm các huyện, thị xã, thành phố và các khu du lịch. Năm 2022, tỉnh Yên Bái cũng phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet đường truyền băng rộng cáp quang đạt tối thiểu 56%, tỷ lệ người dân dùng điện thoại, thiết bị thông minh đạt trên 30%. Sau một năm hoạt động, câu lạc bộ 503 Rạch đã giúp chị em phụ nữ huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ có thêm sự gắn kết, cùng nhau vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm lo nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hoạt động của câu lạc bộ 503 Rạch đã giúp chị em phụ nữ huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ có cơ hội gặp gỡ, trao đổi thường xuyên, cởi mở chia sẻ với nhau về gia đình, cách làm kinh tế, cách vệ sinh phòng dịch. Cuộc sống đã có nhiều thay đổi, chính là từ những đổi thay trong nếp nghĩ cách làm, góp phần thực hiện thành công các phong trào tại địa phương. Việc lồng ghép triển khai thực hiện các mô hình của vận động của hội phụ nữ với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới của huyện Tân Sơn sẽ góp phần nhân lên hiệu quả tích cực, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên phụ nữ, đặc biệt là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay đang là thời điểm những người nông dân của huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La bước vào vụ hái chè xuân. Đây là vụ thu được người trồng chè quan tâm, bởi chè xuân có hương vị thơm, ngọt, giá bán cũng cao hơn so với chè chính vụ trong năm. Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La hiện có hơn 1.400 hectare cây chè, tập trung chủ yếu ở các xã Phỏng Lái, Trường Pha, Mường É và Phỏng Lập. Năng suất chè búp tươi bình quân đạt 10 tấn 1 hectare. Sản lượng chè búp tươi năm 2021 đạt 9.970 tấn, tăng 11% so với năm 2022. Theo lịch thời vụ, kết thúc thu hoạch lứa chè xuân vào tháng 4 sẽ đến chè chính vụ. Những người trồng chè đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thu hái đến đâu, phòng trừ dịch bệnh, bón phân chăm sóc đến đó, đảm bảo tiếp tục có những lứa chè mới chất lượng cao, được giá, giúp nhiều hộ dân trồng chè có thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, các cơ quan chuyên môn của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã quan tâm hướng dẫn kỹ thuật cho bà con từ khâu trồng đến chăm sóc. Đến nay, diện tích quế trên địa bàn huyện phát triển tốt, hứa hẹn sẽ đem lại nguồn thu trong thời gian tới. Đây là vườn quế trên 5.000m2 của gia đình chị Vàng Thị Út, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.
Từ khi trồng đến nay, nhờ việc tích cực chăm sóc, cắt tỉa mà diện tích quế của gia đình chị sinh trưởng và phát triển tốt. Hiện nay, cây đã đạt chiều cao trên 4 mét và gia đình chị cũng đã bắt đầu có thu nhập từ tỉa cành để bán. Đang chăm sóc làm cỏ với là cũng tuyên truyền vận động nhân dân cùng nhau chăm sóc để cho cây quế nó phát triển tốt. Em thấy cán bộ về tuyên truyền với là thấy được cái giá trị kinh tế cao từ trồng cây quế nên là năm nay gia đình em đăng ký thêm 8 sào để trồng thêm. Nhận thấy cây quế phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đã tích cực tuyên truyền người dân chuyển đổi diện tích đất để trồng quế. Nhờ đó đến nay, xã đã có trên 500 hectare quế được trồng và trở thành xã có diện tích cây quế nhiều nhất huyện Mường Tè. Người dân đã có cái ý thức là nhận biết được cái gọi là giá trị kinh tế của cây quế nên cái vấn đề trồng và chăm sóc thì bà con nhân dân là tự đi chăm sóc tự trồng cứ theo tự đợt một năm nhân dân chăm sóc hai đợt. Từ các chương trình dự án của nhà nước hỗ trợ cũng như khuyến khích nhân dân phát triển cây quế từ năm 2016 đến nay huyện Mường Tè đã có gần 1.400 hecta quế được trồng. Trong đó gần 1.200 hecta là nguồn vốn nhà nước hỗ trợ, trên 100 hecta là nhân dân tự trồng, tập trung tại các xã vùng thấp của huyện như Bum Tở, Vàng San, Nậm Cao, Can Hồ và xã Mường Tè. Phát triển cây quế trên địa bàn huyện Mường Tè đến bắt đầu thực hiện từ 2016, thực hiện thử nghiệm và bắt đầu thực hiện trồng đại trà là từ năm 2017 thực hiện theo đề án phát triển cây quế trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đối với huyện Mường Tè thì đến thời điểm này đã trồng được hơn 1.300 ha và về tình hình sinh trưởng phát triển của cây là cây sinh trưởng phát triển tốt phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của huyện Mường Tè. Còn một trong những cái diện tích mà trồng thí điểm từ năm 2016-2017 thì hiện tại bây giờ đã bắt đầu là cho tỉa thưa, cây phát triển chiều cao bình quân nó cũng khoảng 4-5 mét rồi. Cùng với tích cực chăm sóc diện tích quế hiện có, hàng năm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu tiếp tục mở rộng diện tích trồng quế với trên 200 hectare, hứa hẹn sẽ đem lại thu nhập ổn định cho người dân trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với xã Quan Hồ Thần, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh khôi của hoa lê, sản phẩm đặc hữu của địa phương cũng như văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Hàng nghìn cây lê đồng loạt bung nở hoa trắng tinh khôi, tạo nên một bức tranh thơ mộng nơi vùng cao Quan Hồ Thần, xã Sán Trải, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai. Trong buổi khai mạc lễ hội hoa lê trắng, nhiều du khách đã tìm đến vườn lê ở thôn Lao Trải để ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm. Hoa lê ở đây thì có cái màu trắng rất là tinh khiết và rất là đẹp. Và khi tôi đến đây thì tôi cũng muốn có những bức ảnh đẹp này, những bài video hay để tôi giới thiệu cho bạn bè của tôi trên Facebook cũng như là người thân của tôi ở xung quanh tôi. Huyện Simacai thì đúng là cái lê nó là một cái đặc trưng của Simacai. Cũng như là ở Bắc Hà thì có cái hoa mận trắng rất là ấn tượng, là đặc biệt là đối với bà con thì khi mà có một cái khu trồng lê rộng và với một cái diện tích lớn như thế này thì vào các mùa hoa lê rất là đẹp. Xã Quan Hồ Thần, huyện Simacai có vùng cây ăn quả ôn đới rộng trên 300 hecta, trong đó có 160 hecta cây lê. Những năm qua, cây lê, cây mận mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Lễ hội lần này thêm một hướng đi mới cho bà con Quan Hồ Thần nói riêng, người dân ở Simacai nói chung về phát triển du lịch sinh thái gắn với sản xuất nông nghiệp. Sẽ có một cái con sổ lưu danh các khách hàng lại và đến mùa quả thì là chúng tôi cũng sẽ chăm sóc khách hàng một cách gọi điện, nhắn tin, hỏi thăm các khách hàng về cái nhu cầu dùng quả. Thì chúng tôi cũng có một số chương trình ưu đãi như là miễn phí ship hoặc là khi khách quay trở lại hái quả trực tiếp thì có tặng quà, rồi là tặng quả cho khách trong cái chương trình hái quả vào mùa hè. Mong muốn nhân dân ở trong huyện Simacai nói chung và trong xã Quan Hồ Thần nói riêng là ý thức được cái việc mà khai thác những cái tiềm năng lợi thế của mình, rồi bảo tồn những cái bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là những cái tiềm năng lợi thế mà có thể phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi cũng kỳ vọng là thông qua cái lễ hội này ấy, thì từng bước chúng tôi sẽ cùng với các xã thị trấn để xây dựng những cái sản phẩm du lịch cộng đồng. Lễ hội Hoa Lê Trắng tại xã Quan Hồ Thần, huyện Simacai, tỉnh Lào Cai sẽ kéo dài hết ngày 15 tháng 3
với nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm đặc sắc được tổ chức. Chính quyền cũng đặc biệt quan tâm tới việc phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền nhân dân thực hiện 5K tại các điểm tham quan, trải nghiệm để đảm bảo an toàn. Dự báo thời tiết cho các tỉnh trong khu vực đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022. Lào Cai nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ C. Điện Biên nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ C. Yên Bái nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C. Lai Châu nhiều mây không mưa, trưa chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ C. Sơn La nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vài nơi, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ C. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Tây Bắc Chuyển Động ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.